Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm cần cảnh giác việc cõng rắn cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng? Trong chuyến công cán của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ, những phản ứng của quân đội Trung Quốc cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng với ông Tô Lâm. Không chỉ là về vấn đề Bộ Tư lệnh Tên lửa quân đội Trung Quốc đã cho phóng hỏa tiễn xuyên lục địa về hướng Hoa Kỳ trước cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden trong ngày 25 tháng 9. Mới đây nhất, truyền thông quốc tế đưa tin vào ngày 28 tháng 9, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận trên vùng biển và vùng trời gần bãi cạn của Biển Đông. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một số quốc gia bên ngoài khu vực đang gây rối trên Biển Đông và gây bất ổn trong khu vực. Theo giới quan sát quốc tế có thể hiểu, những tuyên bố nói trên của Trung Quốc là nhằm vào các quốc gia có liên quan đến tranh chấp ở trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Phản ứng như việc kể trên của chính quyền Bắc Kinh liệu có liên quan đến chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm hay không, và có hay không hành động cắn rắn cắn cả nhà của phe bảo thủ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng xin nhắc lại, vào ngày 26 tháng 5, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã lên kế hoạch tảo thanh với phe Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi đó, phe Nghệ An không chịu thúc thủ chờ chết. Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh này sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngay sau đó, tàu Hải Dương địa chất 26 của Trung Quốc đã đột ngột xuất hiện khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang cố lên dây cót tinh thần cho những thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Việt Nam. Tại sao lại xảy ra hiện tượng bất bình thường đến như vậy? Và điều đó có liên quan gì đến những tuyên bố công khai mới đây của ông Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến vấn đề cải cách kinh tế và thể chế chính trị của Việt Nam hay không? Việc củng cố quyền lực quá nhanh của ông Tô Lâm có thể đã làm phật lòng một bộ phận không nhỏ trong đảng, đặc biệt là những người thuộc thành phần bảo thủ, kiên định với chủ nghĩa xã hội, cũng như sự lãnh đạo tập thể. Ngược dòng thời gian, cách đây không lâu, trước Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã suy tôn ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư với tỷ lệ đồng thuận 100%. Chắc chắn không ai nghĩ một chùm an ninh mật vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã trở thành một nhân vật cải cách được. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và Tô Lâm trở thành người kế nhiệm, nội bộ đảng đã rối ren, ngày càng rối hơn, bởi tầm cỡ của ông Tô Lâm không đủ sức để mà thuyết phục các phe nhóm, đặc biệt là đối với phe bảo thủ trong hệ thống quyền lực do Nguyễn Phú Trọng để lại. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chắc chắn không phải là sự lựa chọn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được đánh giá là một nhân vật thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và hưởng thụ, khác hẳn với ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó đã loại bỏ các ứng viên là người thân cận do chính ông Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Đó là lý do chỉ trong vòng có 3 tháng liên tiếp, các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, người được đánh giá là trong sạch nhất trong đảng, cũng phải ra đi vì tội danh tham nhũng. Sự kế thừa của ông Tô Lâm không phải là một sự tiếp nối, và quyền lực của ông không được lãnh đạo cao nhất trong đảng tâm phục khẩu phục. Ông Tô Lâm cần phải cảnh giác trong việc cõng rắn cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng, nhất là đã có các nhận định cho rằng Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây đám tay chân bảo thủ còn rất đông trong đảng để mà hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Mở phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, hết khôn dồn đến dại. Vào điều 69 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 hiến định, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, Quốc hội Việt Nam là một cơ quan hoàn toàn mang tính hình thức, chỉ thực hiện duy nhất một việc là đóng dấu, thông qua các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Ngay cả đến vai trò lập pháp thì các đại biểu cũng chỉ có mặt để thông qua các bộ luật, các văn bản dưới luật do chính phủ soạn sẵn. Vì vậy, họ được gọi là nghị gật. Những điều vừa kể trên đã phản ánh một tình trạng luật là tao, tao là luật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội chỉ là công cụ của Đảng. Mới đây, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 tới đây, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đây là một sự kiện quan trọng đang được công luận trong nước cũng như quốc tế hết sức quan tâm. Vào ngày 27 tháng 9, báo Tin tức đưa tin về phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 vào năm 2024. Bản tin cho hay, trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 9, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 306 đại biểu là các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu
đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 do Trung đoàn Ưng đoàn tổ chức nối tiếp phiên họp giả định lần thứ nhất vào năm 2023. Mục đích được cho là giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm tìm hiểu về bộ máy Quốc hội, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với trẻ em. Chủ đề này đã trở thành một nội dung bàn thảo rất sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một chủ trương vô bổ, không phù hợp, trong khi các phiên họp thật của các đại biểu Quốc hội thật còn chưa được thực hiện đúng đủ các chức trách theo quy định, thì tại sao phải bày vẽ cái gọi là Quốc hội giả định của trẻ em? Hay đây là những thâm ý của lãnh đạo Quốc hội có lương tri muốn sử dụng phiên họp giả định Quốc hội trẻ em để mà gửi một thông điệp đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tình trạng lâu nay ai cũng thấy, đó là Quốc hội Việt Nam có cũng như không, vai trò giám sát cũng chỉ là nói cho vui. Với cơ cấu tổ chức hiện nay, các hoạt động giám sát của Quốc hội hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, không hiệu quả, trong khi chi phí cho các buổi họp Quốc hội tốn kém hàng tỷ đồng mỗi ngày. Theo giới chuyên gia, Quốc hội Việt Nam chỉ có thể giám sát hiệu quả đối với quan chức trong bộ máy chính quyền do Quốc hội bổ nhiệm, tức là Quốc hội phải được quyền bãi miễn tất cả các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội. Tuy nhiên, công luận thấy rằng người dân Việt Nam hiện nay hoàn toàn không kỳ vọng vào vai trò của Quốc hội với lý do Quốc hội vẫn do Đảng cử, còn việc dân bầu chỉ là hình thức. Tất cả những người tự ứng cử đều bị loại ngay từ vòng ngoài, trong khi những đại biểu Quốc hội có tâm với dân như Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân thì dám nói thẳng, nói thật đều bị bắt giam vô cớ. Đa số các đại biểu Quốc hội chỉ phát biểu theo sự phân công của Đảng. Đây là thủ đoạn mị dân và khiến cho hoạt động của Quốc hội mang tính chất giả hiệu. Nhận xét về cách tổ chức của Quốc hội Việt Nam hiện nay, ông Bùi Kiến Thành, một Việt kiều đã về làm việc tại Việt Nam nhiều năm, cho biết ở Việt Nam, mấy người vào Quốc hội như mấy ông sư hay tướng tá là một việc hết sức khác so với các nước. Họ không bắt buộc phải hiểu biết về chính trị hay luật pháp, luật lệ. Nó độc đáo ở chỗ, phần lớn là nghiệp dư, cứ mỗi năm tới gặp nhau, chờ chính phủ đưa ra những dự án luật này, luật kia, rồi họp nhóm, rồi cho ý kiến, và cuối cùng thì bấm nút, thế là xong. Việt Nam đang trở thành một đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, sự thật hay tin đồn? Chỉ sau chưa đầy 2 tháng giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm được giới quan sát quốc tế đánh giá là người thực dụng hơn là người giáo điều, đó là ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm tập trung vào phát triển kinh tế và ổn định chính trị hơn là những vận động giáo điều của Đảng Cộng sản. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Biden đã đem lại điểm cộng cho ông với quốc tế trong và ngoài nước, nhưng sẽ là điểm trừ của ông với Nga và Trung Quốc. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Biden vào chiều ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, được coi là một phần trong chiến lược đi Hoa Kỳ nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á trước sự gia tăng ảnh hưởng càng ngày càng cao của Trung Quốc trong khu vực. Đáng chú ý, trước đó, cú bắt tay giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Zelensky có thể sẽ mở ra cơ hội hợp tác về quân sự giữa Việt Nam và Ukraine. Trong bối cảnh Việt Nam đã giảm bớt việc mua vũ khí của Nga, thì khí tài của Ukraine, nhất là hệ thống phòng không và máy bay không người lái, chắc chắn sẽ rất cần cho Việt Nam. Ngoài ra, kinh nghiệm tác chiến của Ukraine sẽ là bài học có giá trị cho quân đội Việt Nam trong việc tổ chức phòng thủ để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Đáng chú ý hơn nữa, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ngay sau khi Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Biden vài giờ, thì quân đội Trung Quốc đã bắn hỏa tiễn liên lục địa. Đây là loại tên lửa có tầm bắn tới đất liền của Hoa Kỳ. Hỏa tiễn này không mang đầu đạn hạt nhân, nhưng cũng không nhắm vào quốc gia nào và đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Quân đội Trung Quốc khẳng định vụ bắn thử này là việc thường kỳ và đã có lịch từ trước. Theo giới phân tích, cuộc gặp mặt ngắn ngủi với ông Biden sẽ giúp cho Tô Lâm chứng minh sự trung lập của Việt Nam trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cường quốc, kể cả các đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Từ đầu năm 2024, Tô Lâm đã có chuyến đi quan trọng tới Trung Quốc để mà tiếp xúc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, trên cương vị Chủ tịch nước, ông cũng đã tiếp Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2024. Chuyến đi của Tô Lâm tới New York lần này phản ánh quan điểm cân bằng của chính quyền Việt Nam, đồng thời cũng muốn khẳng định Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc có ảnh hưởng trong địa chính trị toàn cầu. Do vậy, các nghi ngờ cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo Việt Nam đang tiến tới trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ là điều thiếu căn cứ. Dưới con mắt của chính phủ Mỹ, Tổng thống Biden, Việt Nam là một đất nước có vị trí địa chiến lược ở Đông Nam Á,
đồng thời là một trong những trung tâm sản xuất, chế tạo và là nơi mà nước Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với mục đích làm đối trọng với Nga và Trung Quốc. Vấn đề quan trọng hơn, yếu tố ý thức hệ là một trong những nguyên nhân chính đằng sau việc Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Việc các tướng lĩnh quân đội cáo buộc trường đại học Fulbright Việt Nam đang thực hiện một âm mưu tổ chức cách mạng màu cho thấy giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam vẫn nghi ngờ mục tiêu thực sự của Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả và đọc tham luận tại một trường đại học tại Mỹ khẳng định Việt Nam chọn đối thoại thay vì đối đầu và nhấn mạnh thiện chí hợp tác với Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Việt Nam đang trở thành một đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de